Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta đang cùng đến với chương trình On Edu Talk. Chương trình được phát sóng 20:30 các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV Cap 6, các ứng dụng On, On Me, YouTube On Edu và fanpage On Edu trường học 4.0. Thưa quý vị, tăng sức đề kháng như thế nào là câu hỏi mà nhiều bậc cha mẹ đặt ra mỗi lần trẻ ốm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dịch bệnh mùa hè đang rình rập trẻ, số lượng bố mẹ quan tâm lại càng nhiều hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị khán giả theo dõi buổi trò chuyện có chủ đề dinh dưỡng cho trẻ thế nào cho đúng. Và đến với chương trình ngày hôm nay có hai vị khách mời. Đầu tiên là chuyên gia tư vấn dinh dưỡng chị Hạnh Chu ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hạnh Chu, giám đốc chuyên môn của lộ trình Ketox, đồng thời là chuyên gia tư vấn dinh dưỡng. Vâng, vị khách mời tiếp theo là chị Giang Lương Hà, phụ huynh của hai con ạ. Chào tất cả các quý vị. Vâng, tôi là Giang Lương Hà và tôi công tác ở trong lĩnh vực kinh doanh. Và tôi có hai đứa con thì đã lớn và chúng có vẻ như là rất tốt về sức đề kháng. Cộng với là bây giờ rất đang vui là được nuôi một cháu bé của em gái mới có 1 tuổi. Vâng. Và với chị Hạnh Chu thì rất là nhiều bố mẹ có câu hỏi là tại sao chúng ta lại cần phải tăng sức đề kháng cho trẻ ạ? Thực ra lúc nãy thì chị có nghe em nói là tăng sức đề kháng cho trẻ là một câu hỏi rất là thường trực với bố mẹ mỗi lần con bị ốm. Nhưng mà để đến lúc mà mỗi lần con bị ốm mới đặt ra câu hỏi đấy cho bản thân mình thực ra là hơi muộn rồi. Theo quan điểm của chị, sau rất là nhiều năm tư vấn dinh dưỡng cho bố mẹ cũng như là tư vấn dinh dưỡng cho bố mẹ về việc là cho trẻ ăn như thế nào cho đúng, thì việc tăng đề kháng và cái chế độ dinh dưỡng để tăng đề kháng luôn luôn phải gắn kết với các chế độ ăn hàng ngày của trẻ, làm sao để cho đảm bảo trẻ có lúc nào cũng có một cái đề kháng cao nhất thì cái khả năng chống chọi với cả bệnh tật của trẻ mới ổn định theo thời gian được. Vâng, thường thì ở độ tuổi nào thì chúng ta cần phải tăng cái sức đề kháng cho trẻ ạ? Thực ra là ngay từ lúc đẻ ra, bất kỳ một em bé nào cũng sẽ đều cần phải tăng đề kháng rồi. Và trong những năm đầu đời thì thực ra là cái cách tăng đề kháng mà thiết thực nhất cho trẻ chính là cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn ít nhất là trong 6 tháng đầu. Bởi vì là trong 6 tháng đầu thì trong sữa mẹ có rất là nhiều các kháng thể mà đã được tích lũy qua một cái quá trình dài mà mẹ sống cũng như là tiếp xúc với cả các tác nhân khác nhau từ môi trường. Và nếu như mà bé có thể bú sữa mẹ hoàn toàn được thì các kháng thể đó sẽ theo sữa mẹ đi vào trong cơ thể bé và hình thành cái hệ đề kháng đầu tiên. Vâng, còn với chị Hà thì không biết là trong quá trình mà chị nuôi dạy các bé thì có điều gì mà làm cho chị khó khăn trong việc tăng sức đề kháng cho các bé không ạ? Thực ra thì lúc nuôi dạy các bé là thực sự là chị rất là gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc đấy. Vì có một cái điều là xuất phát điểm của các cháu sức khỏe rất là tốt lúc mà mình sinh ra. Nhưng mà đến lúc 3 tuổi bắt đầu các bé đi học ấy thì lúc đấy bắt đầu là ốm. Và khi mà đứa, vì bọn trẻ con nhà chị là cách nhau 3 năm, cho nên đứa đầu ốm là đứa thứ hai sẽ đi học lây các bạn và sẽ lây sang em. Và hồi đấy thì mình lại chưa biết nhiều về cái việc là làm như thế nào để tăng sức đề kháng. Mà lúc đấy thì chỉ có mỗi một cách là nghĩ rằng là mình phải cho các con ăn tốt, dinh dưỡng tốt thì lúc mà chống chọi với bệnh tật thì sẽ tốt hơn. Thì đấy, chị nghĩ là cái hồi đấy mình cũng là thiếu kiến thức. Vâng, đúng như chị Hà là đang trong cái quá trình mà nuôi dạy bé thì cũng không có quá nhiều kiến thức để có thể là giúp cho bé có sức đề kháng thật là tốt. Và có nhiều bố mẹ thì cũng là tham khảo trên mạng này, rồi là sử dụng những cái thuốc hay là những cái thuốc bổ trợ cho bé mà chỉ thông qua những cái lời của các bà mẹ bỉm sữa thôi. Vậy thì không biết là với chị Hạnh thì chị thấy là những cái trường hợp này có xảy ra thường xuyên không ạ chị? Thực ra bản thân chị là mẹ của một em bé hiện tại đang 13 tháng tuổi. Chị nghĩ là đấy là cái tình trạng chung của hầu hết các bố mẹ. Và bởi vì là trên các phương tiện truyền thông ấy, trước Covid thì sẽ rất là ít khi nói đến việc là cho trẻ ăn như thế nào để có thể giữ được cho trẻ một cái đề kháng tốt. Mà thường thường bố mẹ sẽ quan tâm đến vấn đề là cho con ăn như thế nào để con tăng cân tốt, để con tối ưu hóa được chiều cao, và thực ra là cho ăn như thế nào để cho bé có vẻ là ăn được nhiều nhất và bố mẹ nhàn nhất.
thì đúng hơn. Còn cái câu hỏi mà về tăng đề kháng là một câu hỏi mà chị thấy là mới xuất hiện vào thời gian rất là gần đây thôi, và xuất hiện ở cái lứa tuổi nhỏ hơn. Còn trước đó thì đúng là như chị Hà vừa nói, tức là bố mẹ sẽ chỉ bắt đầu quan tâm đến đề kháng cho bé khi mà bé được khoảng 2-3 tuổi và bắt đầu đi học mẫu giáo và tiếp xúc với cả nhiều bạn bè hơn, rồi lây nhiễm các cái virus vi khuẩn ở trường về, và bắt đầu thường thường thì em bé nào cũng sẽ trải qua một thời kỳ khoảng 1 năm đầu, đúng không ạ, khi mà mới đi học bị ốm rất nhiều, và lúc đấy mà lúc mà bố mẹ chăn trở về việc là cho con ăn như thế nào hay là bổ sung cho con cái gì để tăng đề kháng, nhưng mà lúc đấy thì thực ra là nó cũng hơi muộn mất rồi. Cái việc mình làm thì nên bắt đầu làm từ trước đấy khoảng 1-2 năm, hoặc là tốt nhất như là lúc nãy chị vừa trao đổi với em, tức là bắt đầu ngay từ lúc mà bé sinh ra. Vâng, và trong lúc mà chị đã có bé đầu tiên là bé đang 1 tuổi thì chị có thấy là bố mẹ hay là đặc biệt là những người mẹ như chị thì có gặp những cái vấn đề gì để trong quá trình các bạn ấy tăng sức đề kháng không? Vấn đề lớn nhất ấy là định hình được khung thời gian ăn cho trẻ. Vì các em bé sinh ra thì trong khoảng 1-2 tháng đầu đời, hoặc là một vài tháng đầu đời đi, nếu như mà nuôi theo cách nuôi kiểu truyền thống ấy, thì sẽ là cho ăn theo nhu cầu. Bất cứ lúc nào mà trẻ đói và trẻ có nhu cầu ăn thì bố mẹ sẽ cho ăn. Thế thì cái thời gian đầu thì cái lý thuyết đó tương đối đúng. Bởi vì là cái nhu cầu, cái dạ dày của một em bé mới sinh ra rất là nhỏ, và các em sẽ cần phải ăn khoảng cứ 2-3 tiếng một lần. Nhưng mà nếu như mà cứ duy trì cái tình trạng đấy cho đến lúc mà em bé được 6 tháng, 8 tháng, thậm chí là 1 tuổi, khi mà đã bắt đầu ăn dặm rồi ấy, thì nó sẽ bắt đầu có sự ảnh hưởng đến việc là cơ thể của các bé hình thành cái hệ miễn dịch và hệ đề kháng như thế nào. Bởi vì là hệ miễn dịch và hệ đề kháng thì sẽ đều phụ thuộc vào các hormone ở trong cơ thể của bé, và đường ăn uống có thể nói là cái đường tiếp xúc đầu tiên của cơ thể của bé với môi trường, với thế giới bên ngoài. Đó, thì khi mà cái tiếp xúc đấy nó quá tràn lan thì cơ thể của bé gần như là sẽ hình thành một cái phản ứng mà nó cũng không quá đúng so với cả quá trình tiến hóa. Bởi vì trong quá trình tiến hóa thực ra là mình sẽ không ăn suốt cả ngày, suốt cả đêm. Mình sẽ có khoảng thời gian để cho mình nghỉ, và mình sẽ có khoảng thời gian để cho cơ thể của mình tập trung vào tiêu hóa này, tập trung vào sửa lỗi này, tập trung vào tăng cường đề kháng. Đấy. Nhưng mà nếu như mà bé đã khoảng 8 tháng 1 tuổi rồi mà vẫn cứ duy trì cái việc là cho bé ăn suốt ngày, xong rồi sau đấy thì đến lúc đi ngủ thì sẽ có thêm một cái bữa phụ, xong rồi trong đêm thậm chí là có những bé đói trong đêm thì lại còn cho bé ăn đêm nữa ấy. Thì cái hình thành hệ đề kháng theo đúng cái nhịp sinh học hàng ngày của cơ thể con người sẽ rất là khó để có thể xảy ra được. Còn với chị Hà thì không biết là chị thấy việc ăn hay là việc uống thì sẽ tăng cường đề kháng của các bạn nhiều hơn ạ? Thực ra bây giờ nghe Hạnh nói thì chị mới nhận ra rằng là đúng là những cái mà mình làm bản năng ấy. Là cái hồi đấy thì bố mẹ cũng không được học nhiều, thì may quá lại đúng, thì cái việc mà chị cho các bé ăn thì đúng là theo giờ, là ngay lập tức là theo giờ. Và cái cách mà chị nghĩ rằng là tăng sức đề kháng của con lúc đấy cũng đơn giản lắm, là khi mà con đi học bị ốm nhiều ấy, thì điều đầu tiên là phải tăng cái thức ăn cho con. Nhưng mà cũng có một cái hay là cái quan điểm về việc chữa bệnh ấy, nó có thể nó ảnh hưởng đến cái sức đề kháng chăng. Vì khi mà đưa con đến Việt Pháp khám chẳng hạn, thì hồi đấy chỉ có mỗi bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện tư lớn nhất thôi ở Hà Nội thôi, thì bác sĩ không bao giờ cho kháng sinh ngay như là ở các cái bệnh viện khác. Và chính vì thế nên họ cũng giải thích rất kỹ là nếu những cái việc mà các bé bị nhiễm viêm nhiễm trong cái thời gian mới đi học thì là chuyện bình thường, và phải để cho cơ thể tự tiết ra những cái chất đề kháng và tránh dùng kháng sinh một cách tràn lan. Thì đấy là những cái mà lúc mà chị nuôi các con thì chị gặp phải, và cũng có thể là may mắn hoặc là hoàn toàn bản năng, thì các con ăn được đúng theo bữa, và khi ăn đúng theo bữa thì chị thấy là đúng là nó ăn rất tốt, chứ không bị ép ăn hay là bị phải làm đủ các trò để cho con ăn. Thật ra đúng là như chị Hà thì còn tự mình có thể là điều chỉnh những cái dinh dưỡng cho con để sao cho con có một cái sức đề kháng thật là tốt. Còn với các bố mẹ khác thì nhiều khi cũng bị ảnh hưởng từ ông bà này, rồi những người ngoài nữa. Chính vì thế mà những cái chế độ dinh dưỡng của con cũng như là chế độ ăn của con cũng bị hoàn toàn thay đổi theo những người thân,
Không biết là những điều mà Trang vừa nói có đúng với cả bố mẹ bây giờ không ạ chị? Chị nghĩ là chắc phải đúng đến 80%. Khi mà quan sát mọi người xung quanh thì chị thấy là cái nếp ăn mà hình thành cho trẻ ấy, bị ảnh hưởng bởi ông bà cũng như là cái nếp sống ở trong gia đình đã hình thành từ rất là nhiều năm một cách rất là lớn. Tuy nhiên chị ở khía cạnh là một người làm khoa học ấy, thì nghĩ là lúc nào mình cũng luôn luôn phải để chỗ cho sự đổi mới. Và nhiều khi ấy, có những cái thay đổi rất là nhỏ thôi có thể mang lại lợi ích rất là lớn đối với sức khỏe của trẻ. Và dần dần chị nghĩ là người lớn thì ai cũng muốn là con mình sẽ lớn lên khỏe mạnh, thông minh và thật là ít ốm, đúng không? Thì khi mà thấy những cái thay đổi nhỏ đấy có thể mang lại được những cái lợi ích lớn thì dần dần cái việc là gia đình thay đổi một chút cái nếp ăn để cho nó phù hợp với cả cái quá trình phát triển của trẻ hơn cũng không phải là một việc nó quá khó khăn. Vâng, vậy thì dinh dưỡng như thế nào để cho trẻ có thể tăng sức đề kháng thật là tốt ạ? Vậy thì một cái bữa ăn mà có đầy đủ những cái chất dinh dưỡng thì nó sẽ bao gồm những thành phần gì để giúp cho trẻ có thể tăng cường được sức đề kháng ạ chị? Đấy là một câu hỏi nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà để có thể trả lời được thì chị nghĩ là sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên thì hôm nay chị sẽ đưa ra những cái thông tin mà nó cơ bản nhất và chị nghĩ là mọi người ai cũng đều có thể áp dụng được. Đầu tiên là về cấu trúc của một bữa ăn cho trẻ. Thì thực ra thì trẻ em cũng vẫn là con người thôi về mặt sinh học. Cho nên là trong một bữa ăn thì bao giờ cũng sẽ phải gồm đủ các cái nhóm chất chính. Đó là nhóm tinh bột này, nhóm rau củ quả này và nhóm đạm. Thì chỉ khi nào mà em đảm bảo được ba cái nhóm chất chính đấy trong một bữa ăn của trẻ thì mới có thể đảm bảo được một cách tương đối cái dinh dưỡng ở cho trẻ thôi. Để mà nói về dinh dưỡng ấy, thì em không thể thì mình không thể tiếp cận nó dưới cái góc độ là ngày nào mình cũng tự hỏi mình là hôm nay ở trong cái bữa cơm của con mình đã có đủ bột, đã có đủ rau và đã có đủ thịt chưa. Bởi vì sự đa dạng sẽ quyết định rất là lớn đến đề kháng cũng như khả năng phát triển của trẻ về lâu về dài. Nếu như mà mình cứ chăm chăm chỉ để cho đủ ba cái thành phần đó, nhưng mà ngày này qua ngày khác ba cái thành phần đó ở trong bữa ăn của trẻ lặp đi lặp lại, và đây là một hiện tượng mà chị thấy rất phổ biến ở các gia đình, thì đến một lúc nào đó bé sẽ rất là dễ bị rơi vào trạng thái thiếu chất. Và thường thì các bố mẹ sẽ hay chú trọng đến việc là cho con mình ăn như thế nào để con mình có thể ăn được thật nhiều và thật là ngon miệng, hơn là việc là cho con mình ăn như thế nào để con mình có thể tiếp cận được với càng nhiều nhóm chất càng tốt về lâu về dài. Thành ra là ví dụ như là có những bé trong quá trình mà chị tư vấn cho các bố mẹ thì cái câu chuyện mà chị nghe rất là thường xuyên sẽ là ôi con chị nó chỉ ăn cái này thôi, nó chỉ ăn cái kia thôi. Có những bé mà bữa nào cũng sẽ chỉ ăn cơm với cả ruốc thôi. Có những bé thì sẽ kiên quyết không ăn rau hoặc là kiên quyết không ăn hoa quả, hay là có những bé thì sẽ không kiên quyết ăn một số nhóm đạm nào đó. Ví dụ như là không ăn thịt bò, không ăn thịt gà, chỉ thích ăn trứng, rồi thậm chí là có những bé là chỉ thích ăn đậu phụ thôi chẳng hạn. Thế và bố mẹ thì rất là sợ cái việc là con mình không ăn cho dù là chỉ một bữa thôi. Thế là cứ đến bữa và bố mẹ sẽ chuẩn bị rất nhiều các phương án khác nếu bố mẹ có thời gian. Nhưng mà đến lúc mà cho bé thử và bé từ chối các phương án đó thì bố mẹ ngay lập tức sẽ lại đưa ra cái phương án an toàn để làm sao cho đảm bảo là bữa đấy bé có ăn một cái gì đó. Nhưng mà vô hình chung cái việc mà bố mẹ thỏa hiệp như vậy thì lại làm hình thành một cái thói quen rất là xấu về lâu về dài, là về sau khi mà các bé lớn lên ấy, thì các bé sẽ chỉ ăn những thứ mà các bé ăn theo thói quen và không có cái sự khám phá tìm hiểu cái không gian ẩm thực, cũng như là không có cái sự thay đổi thực phẩm theo ngày, theo mùa. Bởi vì là ngoài các nhóm chất chính đấy ra thì cái việc ăn uống còn phải đảm bảo đầy đủ vitamin, khoáng chất và các vi chất. Và chính cái vitamin, khoáng chất và các vi chất này mới là cái quyết định phần nhiều cái việc là hệ đề kháng của các bé hoạt động tích cực đến đâu, cũng như là quyết định kể cả về chiều cao và cân nặng của các bé nữa. Nhưng mà đấy thì lại là một cái vấn đề mà thường hay các gia đình hay bỏ ngỏ và không đối diện để chọn cái sự dễ dàng hơn trong việc là cho con mình ăn.
Vâng, như chị Hạnh nói thì cũng có rất là nhiều ý đúng đấy ạ. Tại vì là nếu như bố mẹ không tập cho con một cái thói quen ăn từ lúc bé thì khi mà lớn lên, như bạn tôi chẳng hạn, thì đến lúc lớn thì chẳng hạn các bạn không ăn hành này, hoặc là không ăn bò, không ăn gà, thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái chu trình ăn uống của các bạn ý. Còn với chị Hà thì không biết là ở nhà như chị Hạnh có nói thì mình có để ý đến bữa ăn của con hàng ngày không ạ? Thực ra thì mình cũng rất là may mắn được tức là tiếp xúc với cả các bạn có cái cách nuôi dạy con của các bạn nước ngoài, và mình thấy rằng là các bạn nuôi dạy con rất là hợp lý. Thì ngay từ đầu mình đã không cho con ăn cháo rồi, và thậm chí đến mức là chúng nó đi học và phải nói với cô là con không ăn cháo. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ lúc đầu thì mình đã làm những cái món súp rau củ quả rất là phong phú, thậm chí mình gọi tên nó là ví dụ súp màu xanh hay súp màu đỏ. Thì súp màu xanh thì sẽ bao gồm tất cả những cái thực phẩm màu xanh như là lơ xanh hay là bí ngồi hay là đậu Hà Lan, hoặc là súp màu đỏ thì sẽ là bí đỏ rồi cà rốt. Thì mỗi một cái súp đó thì mình sẽ cho những cái thực phẩm đạm khác nhau vào, ví dụ như là cá hay thịt hay tôm hay thịt gà hay thịt bò hay thịt lợn, thì mình đổi vị cho con rất là thường xuyên. Và vì là mình cũng đi làm cho nên là cái cách mình và bọn trẻ con nhà mình nó cũng khá là hệ tiêu hóa cũng chấp nhận được ấy. Thì có thể là không phải ai cũng thế, thì đối với bọn trẻ con nhà mình thì mình làm dạng cấp đông, tức là mình nấu một nồi súp rất to và mình chia ra thành những gói nhỏ và mình cho vào cấp đông. Thế thì ở nhà cô giúp việc chỉ việc lấy những cái gói đã làm sẵn ra để cho con ăn thôi, và nó khá là phong phú. Ngoài ra thì tất cả những rau củ quả những cái hoa quả khi mà các con bé thì mình thường hấp qua, ví dụ như táo, đu đủ, chuối thì mình đều hấp để cho cái nhựa để nó, mình không biết là mình có đúng không, lát nữa nhờ chuyên gia có thể là đưa ra những cái nhận xét về những cái mà mình đã làm. Thì những cái rau, những cái hoa quả đó mình cũng xay ra, và đấy là cái thời mà các bé còn ăn dặm. Thế và cái mình thấy bây giờ chuyên gia nói thì mình mới thấy là hóa ra là chính nhờ vào đấy mà các con bây giờ ăn được rất là nhiều thứ. Khi mà mình, người nước nào cũng thế thôi, mình thấy mình tiếp xúc với các bạn người nước ngoài hay người Việt Nam thì, hoặc là mình đi công tác nước ngoài, những lúc mình mệt ấy, thậm chí mình phải trả 15 euro cho một bát bún hoặc phở thì mình cũng sẽ trả để mình ăn. Và mặc dù bị bắt các bạn Tây cười, nhưng mà rõ ràng là trong người mình, chắc là enzyme của mình ấy, nó quen với cái đó hơn nên mình ăn đỡ mệt. Thì con mình ấy, nó có thể ăn bún miến phở, và nó cũng có thể ăn một bát mì spaghetti bolognese hoặc là kem béo gì đấy, và nó cảm thấy hai cái đấy nó đều gần gũi với nó như nhau. Chắc là cái hệ vi khuẩn đường ruột của nó có thể quen với các nhiều thức ăn khác nhau. Thì mình thấy là có cái sự phong phú đó, và mình với kinh nghiệm bản thân thì mình cũng rất là thấy là nó hợp lý, nhưng không biết bây giờ chuyên gia nhận xét như thế nào về cái đấy, thì chắc là để cho các bạn có thể rút kinh nghiệm từ cái kinh nghiệm của mình hơn. Không, em nghĩ là cái cách mà chị Hà cho các bé nhà chị Hà ăn là một cách mà phải nói là rất là tiên tiến đấy ạ. Cho dù là đã cách đây nhiều năm rồi, nhưng mà kể cả so với cả cái cách mà các em bé đang được nuôi ở thời điểm hiện tại thì vẫn rất là tiên tiến. Có một vấn đề khá lớn khi mà nhắc đến dinh dưỡng của trẻ, đặc biệt là dinh dưỡng của trẻ trong quá trình mà bắt đầu cho trẻ ăn dặm và làm quen dần với thức ăn thô và đi vào một cái chế độ ăn ổn định, là cái việc mà cho các bé ăn dặm trong thời điểm hiện tại ở môi trường Việt Nam đang bị có quá nhiều tinh bột. Thế và thường là các bé sẽ được bắt đầu ăn dặm bằng cách là cho ăn cháo. Và cho ăn cháo đầu tiên là chỉ với một chút xíu nước thịt hoặc là rau xay ra thôi. Và ngày nào cũng thế, sẽ có 3 bữa cháo. Trong cái bát cháo đó thì sẽ có một chút rau hoặc là một chút thịt, và tất cả mọi thứ đều đã được nấu chín, nấu kỹ, nấu nhuyễn và xay nát ra đến cái mức độ mà không còn phân biệt được thành phần nào với thành phần nào nữa. Thế xong rồi, như mình quan sát thì mình thấy là chỉ sau 1 tuổi thì các bé mới bắt đầu được ăn thô dần. Và ăn thô sẽ là theo cái phương pháp là cháo nấu kiểu ít nước dần, xong rồi sau đấy thì hình thành các hạt cơm, xong rồi rất là lâu sau thì mới bắt đầu chuyển sang ăn rau, và cuối cùng thì bao giờ cũng mới là ăn thịt.
Nhưng mà khi mà trẻ em còn bé, cái hệ chuyển hóa của các bé còn rất là nhạy cảm, mà cho các bé ăn một cái chế độ ăn nó quá nhiều tinh bột như vậy thì vô hình chung dần dần làm cho các bé hình thành nên một cái sự phụ thuộc vào tinh bột nhất định. Và cái này là do bản năng của cơ thể của mình thôi. Khi mà mình tiếp xúc với cả cái gì mà cho mình nhiều năng lượng nhất và mình tiếp xúc với nó đều đặn hàng ngày thì mình sẽ có xu hướng phụ thuộc vào nó và mình sẽ có xu hướng thích nó. Và mình hình thành tâm lý là à, mình thích ăn cái này, mình chẳng cần ăn những cái khác nữa. Đấy, thế là sẽ thành những em bé mà giống như là bạn vừa nói, tức là về sau chỉ thích ăn cơm với cả một tí thức ăn này nọ kia. Thậm chí là có những em bé chỉ ăn cơm chan với cả nước mắm và đường thôi. Đấy, nhưng không ăn rau thơm và ghét rất là nhiều các loại thịt khác nhau. Đấy, thì nếu như mà có thể tiếp cận bằng cái cách như là chị Hà vừa mới nói, tức là cũng không phải là loại trừ hoàn toàn đúng không ạ? Sẽ vẫn có xuất hiện gạo thì ở trong quá trình ăn. Trong những cái món súp đấy thì có thể là cho thêm một chút gạo hoặc là khoai tây. Trong khoai tây thì cũng có tinh bột đấy. Vâng, đấy. Tức là sẽ bao giờ ở trong bát cháo của các bé cũng sẽ có một cái nguồn tinh bột nào đó. Nhưng mà cái nguồn tinh bột đó thì không nhất thiết là phải đến từ gạo, mà có thể đến từ khoai tây này, khoai lang này, ngô này. Có rất là nhiều các loại hạt ngũ cốc khác, thậm chí là đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự. Việt Nam là một cái đất nước mà nền nông nghiệp rất là phát triển và cái nguồn tinh bột mà mọi người có thể sử dụng để nấu ăn dặm cho các bé là vô cùng phong phú. Và ngoài ra ấy ạ, thì phải xác định là cái lượng tinh bột đó nó chỉ nên, với kinh nghiệm của mình mà nói tới thời điểm hiện tại, thì nó chỉ nên chiếm khoảng độ 1/3 đến 1/4 cái lượng mà dùng để chế biến một cái bát đồ ăn hoàn thiện cho các bé thôi. Các phần còn lại thì sẽ nên đến từ các loại rau khác nhau mỗi ngày. Mình thì sẽ luôn luôn cố gắng là mua các loại rau theo mùa, mùa nào thức đấy có cái gì thì sẽ cho con ăn cái đó. Và trong nhà mình ấy thì sẽ không có một cái ngăn riêng để đồ ăn chế biến cho bé, mà là gia đình ăn gì thì sẽ sử dụng cái thực phẩm đó để chế biến cho bé luôn. Lúc mà còn nhỏ thì trẻ em bé nào cũng sẽ có xu hướng là thích đồ hơi hơi ngọt một chút, bởi vì là về mặt bản chất thì là sữa mẹ rất là ngọt và béo, cho nên các bé sẽ làm quen với cái vị ngọt rất nhanh. Nhưng mà đấy sẽ không phải là lý do để cho mình dùng thật là nhiều hoa quả ở trong các cái chế biến đồ ăn cho các bé, hoặc là mình thậm chí là có nhiều gia đình còn cho thêm một chút đường nữa để cho cái đồ ăn dặm đấy nó ngọt và nó dễ ăn. Thì cái gọi là một cái bí quyết nhỏ nhỏ của mình thôi là thường thì trong các cái món ăn dặm đó thì mình sẽ cho thêm một miếng hoa quả nhỏ, chỉ cần một miếng thôi, và phổ biến và dễ dàng nhất thì là lê hoặc là táo. Mình thì thường hay dùng lê hơn, nó sẽ tạo ra một cái vị ngọt dịu để nịnh miệng các con và giúp cho các con ăn ngon hơn rất là nhiều. Cái này thì mình cũng đã chia sẻ cho rất là nhiều bố mẹ, và khi mà về các bố mẹ làm thì đều bảo là à, các bé thích ăn hơn. Đấy, và xong sau đó thì cái phần đạm, thêm phần thịt thì nên được thay đổi hàng ngày, hoặc là thậm chí là nếu như mà có điều kiện thì thay đổi giữa các bữa với nhau thì sẽ tạo thành một cái bát cháo ngon và đầy đủ dinh dưỡng mà các con có thể ăn để đảm bảo sự phát triển về chiều cao, về cân nặng cũng như là về đề kháng. Ba cái đó sẽ luôn luôn đi song song với nhau. Vâng, ngoài lê và táo ra thì còn những loại hoa quả nào có thể tăng được sức đề kháng cho trẻ ạ? Về việc sử dụng hoa quả để tăng đề kháng cho trẻ, thường thường thì ở trên báo sẽ hay nói là khi mà mình ốm thì mình nên ăn nhiều hoa quả lên để lấy được nhiều vitamin và khoáng chất từ hoa quả, đúng không ạ? Với mình mà nói thì cái hoa quả mình sẽ sử dụng để làm một cái chất tạo vị dễ chịu nhiều hơn. Còn các loại vitamin và khoáng chất ý, thì chúng ta sẽ lấy từ rau. Và trong hoa quả có vitamin và khoáng chất gì thì trong các loại rau sẽ có, và sẽ có với cả hàm lượng cao hơn. Thế nên là nếu như mà hỏi là sử dụng loại hoa quả nào để có thể đảm bảo đủ vitamin khoáng chất cho các con, thì câu hỏi đúng mà mình nghĩ là bạn nên hỏi mình là sử dụng những loại rau nào để có thể tăng được đề kháng cho các con. Tăng đề kháng cho cơ thể, cho dù là trẻ em hay người lớn ý, thì sẽ đều quan trọng nhất là cái vitamin C. Cái này thì chắc là một cái kiến thức rất là thông thường mà ai cũng biết rồi. Và mọi người hay bổ sung vitamin C cho trẻ bằng cách là cho trẻ uống nước cam, đúng không? Hàng ngày. Thực ra đây là một cách rất sai. Điều rất phổ biến thôi đấy ạ. Đúng rồi. Và cái việc mà mình sử dụng nước cam để bổ sung vitamin C cho trẻ ấy, thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sau khi mà mình
bắt đầu làm cái việc tư vấn dinh dưỡng ở bên mình, và đến bây giờ thì mình đã tiếp xúc với khoảng hơn 4.000 khách hàng, làm việc rất là sâu với cơ thể của họ. Thì mình nhận thấy có một cái đặc điểm chung của người Việt là chúng ta là những người mà có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm, rất dễ bị đau dạ dày và rất dễ bị trào ngược. Thì khi mà mình có một cái hệ tiêu hóa nhạy cảm như vậy ấy, thì vô hình chung mình sẽ nhạy với tất cả các thực phẩm mà hơi có tính acid. Và nước cam, cho dù là khi mà mình uống vào nó có cảm giác ngọt đến mức như thế nào thì nó sẽ cũng vẫn hơi có tính acid. Và dạ dày của trẻ thì đặc biệt còn đang rất là non, nếu như mà cứ tiếp xúc với cả một cái nguồn acid nhẹ hàng ngày như vậy thì về lâu về dài nó có thể làm củng cố cái cơ địa trào ngược, hay là cái vấn đề là về sau trẻ dễ bị bệnh dạ dày hơn. Và ngoài ra ấy, thì khi mà mình vắt nước cam ra ngoài thì đến 80% lượng C nó nằm lại ở trong cái phần tép và cái phần vỏ cam mất rồi. Cái phần nước ra ngoài thì chủ yếu nó sẽ là đường thôi, và có khoảng 20% lượng C trong đó. Đấy, và cam thì không phải lúc nào cũng ngọt. Khi mà các bố các mẹ vắt nước cam xong thì thường sẽ phải cho thêm vào đó khoảng 1-2 thìa đường, thậm chí là nhiều hơn nữa để nịnh mồm các con, thì các con mới dễ uống. Và dần dần thì mọi người sẽ kể với nhau là ui dồi ôi, con nhà chị thích uống nước cam lắm, lúc nào chị vắt nước cam ra là cũng chạy đến uống ngay. Nhưng mà thực ra là các bé bị nghiện cái đường mà bố mẹ đã để vào trong cái nước cam đó, chứ còn lượng vitamin C hấp thụ được thì không là mấy. Và nếu như mà bố mẹ lại còn vắt sẵn một bình nước cam để ở trong tủ lạnh để cho bé có thể uống dần trong ngày ấy, thì cái việc đấy lại còn sai hơn nữa. Bởi vì về mặt bản chất, vitamin C là một chất chống oxy hóa. Nếu như mà để ở môi trường bên ngoài ấy, thì nó sẽ tiếp xúc với cả các cái chất oxy hóa ở ngoài môi trường và bị trung hòa một cách rất nhanh chóng. Cho nên là một ly nước cam sau khi mà vắt ra khoảng độ 30-40 phút ấy, thì cái hàm lượng C ở trong đó hầu như đã không còn đáng kể để có thể tối ưu hóa được hệ đề kháng cho bé nữa rồi. Đấy, cho nên là nếu như mà bé thích ăn cam và bố mẹ vẫn ưu tiên là muốn dùng các hoa quả loại họ cam chanh để bổ sung vitamin C cho bé, thì tốt nhất là nên cho bé ăn cam trực tiếp và không chấm thêm đường hay là không cho thêm một cái gì đấy để tạo ngọt, để cho bé có cảm giác dễ ăn hơn. Và ngoài cam ra thì có, về hoa quả thì có quả kiwi là một loại quả rất là tốt và chứa hàm lượng vitamin C rất cao và cũng rất rất dễ ăn. Ở New Zealand thì đã từng có một cái nghiên cứu khoa học là mỗi người lớn mỗi ngày chỉ cần ăn một quả vi kiwi là hầu như là đã đảm bảo được cái nhu cầu vitamin C của một người lớn cần, và cái miễn dịch của họ cũng được tối ưu hóa rất là nhiều, và cái tỷ lệ bị ốm của những người đó khi mà theo dõi trong vòng một năm ấy thấp hơn so với cả những người mà không ăn mỗi ngày một quả kiwi đó. Thì đó cũng là một cái gợi ý tốt cho bố mẹ. Đối với một em bé mà chỉ có trọng lượng độ khoảng từ 10 đến 20 cân thôi thì mình nghĩ là mỗi ngày chỉ cần ăn khoảng nửa trái kiwi là đã tương đối kha vừa đủ, tương đối bao phủ đủ cái lượng vitamin C mà cơ thể của con cần rồi, chứ không cần dùng đến cả một cốc nước cam, hay là không cần phải bắt bé ăn những cái quả ví dụ như là cam hay là bưởi mà ở trong thời điểm nó quá chua chẳng hạn đó. Tiếp tục với câu hỏi về vitamin C thì ngoài cam hay là kiwi hay là một số loại quả khác ví dụ như là việt quất hay là dâu chẳng hạn ấy, thì thực ra trong các loại rau củ rất dồi dào lượng vitamin C rất lớn mà bố mẹ hoàn toàn có thể sử dụng để bổ sung vào cái bữa ăn hàng ngày cho các con. Ví dụ như là bây giờ quanh năm lúc nào chúng ta cũng có thể mua được ớt chuông ở các siêu thị. Và với em bé nhà mình khi mà được tiếp xúc với cả các loại rau củ từ nhỏ ấy, thì bạn ấy có thể ngồi bạn ấy ăn ớt chuông như là bạn ấy ăn một loại hoa quả vậy. Và hàm lượng vitamin C trong ớt chuông cũng rất là cao mà lại hầu như là không chứa các loại đường bột khác. Ngoài ra thì là trong ớt chuông cũng có rất là nhiều các vitamin và khoáng chất mà khi mà bạn ăn vào thì bạn sẽ hấp thụ được cả các vitamin và khoáng chất đó nữa. Hay là có thể bổ sung thêm súp lơ xanh, hoặc là bổ sung thêm các loại rau họ cải, đặc biệt là rau cải kale mà thời gian gần đây mọi người cũng bắt đầu biết sử dụng khá là nhiều, thì đều là những nhóm thực phẩm mà có nhiều vitamin C cả. Chỉ có một chú ý nhỏ là bởi vì là như mình đã nói lúc nãy, vitamin C là một chất chống oxy hóa, cho nên là cái quá trình chế biến nó sẽ phải là tối thiểu. Thường thường thì nếu như mà cho vào chế biến trong đồ ăn ấy, thì mình sẽ xay nhỏ ớt chuông hay là cải kale hay là súp lơ, chỉ cần một lượng rất là ít thôi, khoảng độ 20 gram gì đó mình sẽ xay nhỏ ra, và mình nấu ăn xong đến cuối khi mà mình bắc cái súp đấy ra khỏi bếp rồi thì mình mới cho cái thành phần có chứa vitamin C đó vào và mình quấy đều lên
xong sau đấy thì cho các con ăn. Thì hầu như là các con sẽ không thấy một cái vị gì lạ cả, và mình vẫn đảm bảo được cái lượng vitamin C nó còn ở trong các cái thực phẩm mà mình sử dụng cho con. Chị Hạnh vừa nói thì có rất là nhiều những cái bí quyết hay dành cho bố mẹ đấy ạ. Tại vì là bố mẹ cũng chỉ biết là vắt cam cho con ăn là để có thể bổ sung tốt được cái vitamin C thôi, mà không biết rằng là nếu như mà chúng ta vắt cam mà không đúng cách thì nó còn gây hại cho con hơn rất nhiều. Và việc mà cho con ăn nhiều cam thì cũng không hề tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Tại vì dạ dày của trẻ con là những dạ dày mà đang khá là còn non nớt. Chính vì thế mà chúng ta cũng phải để ý và phải cẩn trọng hơn. Còn với chị Hà thì không biết là qua những chia sẻ của chị Hạnh thì chị thấy như thế nào ạ? Đúng là thực sự nó rất là hữu ích. Thì đến bây giờ bà ngoại vẫn còn ngày nào cũng xách hệ nệ mấy cân cam sang để vắt cho cháu. Và tình yêu của bà ngoại thể hiện qua việc là mỗi một ngày cháu đi học về thì đã có một cốc nước cam trong tủ lạnh. Trời ơi, thế là hôm nay đã phải về để tìm cách thuyết phục bà ngoại chăm sóc cháu theo một cách khác rồi. Thế nhưng mà có những điều mà chị Hạnh nói mà mình cảm thấy rằng là cũng hơi khó. Tại vì ví dụ như là lơ xanh hay là ướp chuông là bọn trẻ con nhất định không ăn, vì là chúng nó được ở trong một cái gia đình rất là dân chủ. Và chị vẫn còn nhớ một lần mình nấu cải lơ xanh như này mà hai đứa chạy lên gác bảo nhau như nào, xong cầm cái bảng xuống biểu tình không ăn lơ xanh. Thế thì hoặc là ớt chuông cũng phải qua chế biến một chút. Thế thì không biết rằng là nếu mà ớt chuông mà mình nướng vào lò hay là mình thì nó có bị mất cái vitamin C không? Vì nướng vào lò thì may ra chúng nó rồi ngâm dầu ô liu ấy thì may ra chúng nó sẽ ăn đỡ hăng hơn, đúng không? Rất tiếc là lại có. Nhưng mà có một cách khác để cứu là thực ra thì trong quả chanh ấy có hàm lượng vitamin C rất là cao. Và trong một số trường hợp thì chúng ta có thể gọi là linh động hơn một chút, và khi mà kết thúc cái quá trình mà nấu đồ ăn cho trẻ xong ấy thì mình chỉ cần vắt vào đấy một vài giọt chanh thôi. Vì cơ thể trẻ con cần rất là ít, cần lượng rất là ít, và mình không cần phải cố gắng bổ sung toàn bộ lượng vitamin C mà bé cần chỉ trong một bữa ăn. Đấy, mà ví dụ như là trong bữa ăn này thì mình xay một ít ớt chuông mình bỏ vào, trong bữa ăn khác thì mình nhỏ vào đấy mấy giọt chanh để vừa tăng hương vị vừa bổ sung thêm vitamin C. Ngoài ra thì giống như là mình vừa có chia sẻ, tức là cho con ăn thêm quả kiwi, các loại bưởi hay là cam khi mà chúng đến mùa, hay là các loại hoa quả họ dâu chẳng hạn, là những cái loại hoa quả mà các bé tương đối dễ ăn và nó cũng có một cái vị rất là dễ chịu và có hàm lượng vitamin C cũng như là hàm lượng các chất chống oxy hóa khác khá cao, như là dâu tây này, như là việt quất này, như là quả raspberry này. Những cái loại quả đấy đều là những cái loại quả mà mình thấy trẻ con rất là thích. Và ở nhà mình thì mình hay làm là giống như là làm cho các bé một cái cốc đồ tráng miệng nhỏ nhỏ ấy ạ. Trẻ con bao giờ nhìn thấy những cái đồ mà nó nhiều màu sắc thì đều lúc nào cũng đều rất là háo hức. Đấy thì mình có thể làm một cái cốc mà ở dưới cùng là một lớp sữa chua không đường, xong sau đó thì ở thời điểm đấy hoa quả nào ngọt thì mình sẽ cho cái quả đấy vào, và là cái loại quả mà mình sẽ chọn những cái loại quả mà nhiều vitamin C. Thực ra bây giờ tất cả mọi kiến thức cơ bản thì sẽ đều có trên mạng, cho nên là bố mẹ chỉ cần Google là các loại quả giàu vitamin C sẽ ra cả một danh sách các loại quả giàu vitamin C. Mình chọn 2-3 quả gì đó trong cái danh sách đấy mà đang đúng mùa và cái độ ngọt của nó đang cao. Đấy, và mình cắt nhỏ ra mình cho lên trên, xong sau đấy thì mình sẽ đánh whipped cream ấy, đánh cái kem béo để cho nó bông lên và cho lên lớp trên cùng, thì sẽ giống như là một cái bánh cupcake ấy, và đưa cho con thì con sẽ ăn một cách rất là ngon lành. Và như vậy thì nó vừa đủ chất này, vừa bổ sung thêm được lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa của con, và vừa bổ sung thêm được vitamin và khoáng chất cho con ở cùng một thời điểm nữa. Vâng, như chị Hạnh thì có làm cho con những cái thức ăn để con có thể kích thích được cái mắt này, cũng như là kích thích được dạ dày của con. Và tôi thấy là ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều bà mẹ là áp dụng được cái công thức mà chị Hạnh đã nói ở trên. Đó chính là những bà mẹ những bữa ăn thì có thể là xếp cho con theo hình là hình nhân vật con yêu thích, ví dụ như là hình con thỏ hay là con gấu rất là dễ thương, để bé có thể là kích thích được tuyến ăn của mình, là
làm cho các bé thèm ăn hơn những cái đồ ăn đó. Và không biết là đó có phải là một cái tip để cho các bố mẹ có thể giúp con ăn được những cái đồ mà khó ăn không ạ? Đấy là một cái tip rất là quan trọng. Trẻ con bao giờ cũng sẽ thích chơi hơn thích ăn, đặc biệt là khi mà bước vào cái giai đoạn khám phá từ độ khoảng 10-12 tháng đổ đi thì cả một thế giới rất là nhiều màu sắc mở ra. Đấy, và thực ra khi mà mình có thể làm như vậy thì mình vừa cho con ăn và vừa có thể dạy cho con những cái thứ mới mỗi ngày nữa. Có một cái mà mình nghĩ là rất là quan trọng nữa là bạn vừa đề cập đến việc là bố trí và sắp đặt các cái đồ ăn một cách đẹp đẽ, xinh xắn và gợi trí tò mò để giới thiệu đến con các cái nhóm thực phẩm khó ăn hơn. Đấy thì mình nghĩ là đấy là một việc vô cùng quan trọng. Và khi mà làm việc này ấy, thì bố mẹ nên cố gắng làm ít nhất là từ 3 đến 5 lần trước khi từ bỏ. Vì cái mà mình nhận thấy là bố mẹ hay làm một lần. Khi mà làm một lần và con từ chối thì về sau bố mẹ sẽ tránh luôn cái nhóm thực phẩm đấy đi và không có sự lặp lại, không cho trẻ thử lại một lần nữa. Đấy, và các em bé thì nhiều khi cũng giống như mình vậy, tùy ngày, có ngày tâm trạng sẽ thích màu xanh, có ngày tâm trạng sẽ thích màu đỏ. Có khi xui thế nào, đúng cái ngày mà bé chỉ thích màu đỏ thôi thì mình lại giới thiệu cho bé món ớt chuông xanh, thế là nhất quyết không ăn. Thế nhưng mà có khi chỉ cần để 3 hoặc là 5 ngày sau, đến cái ngày mà ví dụ như con gái mình chẳng hạn, nàng ta tự nhiên chuyển sang thích màu xanh, đặt cái ớt chuông xanh xuống thì lại bóc ngay đầu tiên và bỏ vào mồm nhai rau ráu, không có ý kiến gì cả. Và đến về sau thì bắt đầu ăn ớt chuông xanh. Đấy, thì cái việc thử đó thì bố mẹ phải thử đi thử lại để làm sao cho, một là con có sự tiếp xúc với cái tác nhân mới đấy nhiều lần, vì em bé nào cũng sẽ cần một vài lần đầu để làm quen. Cái thứ hai là có khi là cũng do may mắn, mình thử nhiều lần và đúng được một cái lần nào đó, cái tiếp xúc để nó phù hợp thì bé sẽ chấp nhận cái đồ ăn đó, và cái đồ ăn đó sẽ gắn kết với cả một cái ký ức vui vẻ ở trong bé. Thì về sau là bé càng ngày sẽ càng trở thành một cái người ăn chủ động và chịu khó tìm tòi cũng như là thử các món ăn mới hơn. Và cái này sẽ rất là quan trọng trong quá trình phát triển, không chỉ là về dinh dưỡng, về sức khỏe, về đề kháng, mà còn về cả tính cách cho bé lâu dài nữa. Vâng, với chị Hà thì nãy chị có chia sẻ là con chị rất là khó ăn súp lơ đúng không ạ? Vậy thì chị có thường xuyên là thử để cho bé có thể là chấp nhận được cái món ăn khó ăn đó không ạ? Thực ra thử mình vẫn thử rất nhiều đấy, mà thử thậm chí thử đến tận bây giờ luôn. Và mỗi một lần thử như thế thì mình sẽ cố gắng động viên con chỉ ăn một miếng thôi cũng được. Và đến bây giờ con đã mười mấy tuổi rồi nhưng mình vẫn, và chúng nó phản ứng đến mức là biểu tình như thế, nhưng mà mình vẫn thử. Và có một cái mà mình thấy rất là đúng khi mà Hạnh nói chuyện về việc là thử rất nhiều lần, thì ở đây có một cái sự kiên trì của bố mẹ. Cái đấy là cái rất là quan trọng. Nhưng mà cái sự kiên trì này nó sẽ không phải là làm cho xong ấy. Tại vì rất nhiều bố mẹ sẽ phải làm tất cả mọi thứ cho nó xong đi để con ăn được. Thì thậm chí như là những cái câu chuyện đã đi vào huyền thoại giữa các bà mẹ là bố cứ phải trèo lên cái cột điện ở đầu phố và nhảy bùm xuống một cái thì con mới ăn một miếng. Thế là cả một buổi con ăn là bố cứ trèo lên cột điện xong lại nhảy xuống, hoặc là nấp vào sau cánh cửa cầm khẩu súng nhựa ra bắn bỏ một cái thì con ăn một miếng chẳng hạn. Thì thấy cũng là nói qua thì cũng đấy là kiên trì đúng không? Nhưng thực ra cái sự kiên trì đấy nó không thể gọi là sự kiên trì. Cái kiên trì đối với mình ấy là cái điều quan trọng mà các bé phải ăn, phải thực sự ngồi ăn ấy, là ăn cùng với bố mẹ. Rất là nhiều bố mẹ có cái sai lầm là cho con ăn trước, bởi vì cho ăn trước đi cho nó xong ấy. Mặc dù phải bắn bom hoặc phải nhảy cột điện hay gì, nhưng nó vẫn là cái việc là thôi làm đi cho nó xong. Nhưng mà cái việc là cho con ngồi ăn cùng, và thậm chí chấp nhận là con ăn được ít hơn so với chuyện làm trò cho con ăn, thì đấy nó vẫn là tạo nên một cái thói quen. Và khi con nhìn thấy mình ăn thì con sẽ hiểu rằng đây là lúc ăn. Tức là ngoài việc ăn đúng giờ thì đúng là giờ ăn thì phải ăn. Thế thì
ngay cả bản thân chị nghĩ rằng là giờ ăn nó phải là một giờ vui nữa, tức là làm thế nào cho nó thích màu sắc, thích câu chuyện, nhưng mà nó phải nhìn thấy mọi người làm cùng với nó như là một cái hoạt động chung của cả gia đình. Thế nhưng mà nếu mà con không ăn thì cũng không nên quá ép, bởi vì nó sẽ thành một cái ký ức rất là không vui vẻ. Ví dụ như là mình là người mà không ép con trong ngày thứ bảy chủ nhật để con ăn, nó trở thành một cái ký ức không vui, nên là mình cũng chấp nhận là ví dụ như là cô giúp việc nhà mình rất là thích chăm trẻ con, đến thứ hai đến bắt hai đứa lên cân, chị ơi không được, thứ bảy chủ nhật nào em đến thứ hai chị các con cũng bị giảm cân là chị phải xem xét lại, tức là bị cô giúp việc mắng lại mình. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là mình chỉ cười cười, mình trêu, mình bảo thôi chị không có thời gian, nhưng thực ra là mình muốn tạo một cái môi trường nó vui vẻ hơn, mặc dù mình biết là không ăn được nhiều bằng cách là cứ cô giúp việc thì đương nhiên là sẽ chăm chú động viên con ăn hơn, còn mình thì mình sẽ tạo một cái bầu không khí gia đình mà tất cả mọi người đều ngồi ăn, con có không ăn một chút thì mình cũng chấp nhận. Thì ngoài cái chuyện là dinh dưỡng ăn như thế nào, ăn gì, thì còn là cái việc là ăn như thế nào nó cũng rất quan trọng. Bởi vì khi mà theo như mình hiểu, không biết là Hạnh sẽ cho biết là có đúng hay không, nhưng mà nếu mà vui vẻ thì có thể là cái dịch vị tiết ra nhiều hơn chẳng hạn, thì các con cũng sẽ hấp thụ nhiều hơn. Thì không, mình rất tránh tình trạng là vừa khóc vừa ăn, hoặc là vừa đi rong vừa ăn. Thì đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Cái đó thì em nghĩ là bằng một cách bản năng chị Hà đã hiểu rất là đúng và rất là hợp lý. Bởi vì chỉ khi nào mà mình vui vẻ thì mình mới tập trung vào những cái thứ mà mình đang ăn. Khi mà mình tập trung vào nó, mình nghĩ về nó, mình nhai nó thật là kỹ, thì cơ thể của mình cũng sẽ có cái khoảng thời gian để chuẩn bị và tiết ra các cái hormone hợp lý hơn để có thể hấp thụ được hoàn toàn những cái thứ mà mình ăn vào. Không biết là em có thể hỏi chị một chút là các bé nhà chị Hà từ lúc 1 tuổi đến lúc 3 tuổi, tức là đi mẫu giáo ấy ạ, thì một ngày các bé ăn mấy bữa và phân bổ các bữa như thế nào được không ạ? Các bé thì bây giờ sẽ cố gắng nhớ một cách chính xác nhất. Tức là các bé sẽ ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa 4 giờ và bữa tối. Thì bữa sáng thì thường là mình chỉ cho bé ăn sữa thôi. Tại vì thực ra buổi sáng cả mẹ và bé đều không có quá nhiều thời gian, và không muốn buổi sáng ra con đã rất là bị căng thẳng ấy, rất là bị stress. Nên là buổi sáng mình, khi mà mình đánh thức con dậy thì mình sẽ đánh thức bằng một bình sữa. Vì rất là may mắn là bọn trẻ con nhà mình rất thích uống sữa. Thế thì mình sẽ, nó sẽ hơi ngái ngủ một chút, thì mình cho bình sữa vào và mình chuẩn bị quần áo của mình, và nó sẽ tự cầm bình sữa nó uống. Khi mà nó uống hết bình sữa thì nó cũng đủ tỉnh, và lúc đấy mình sẽ vệ sinh cá nhân cho bé và mặc quần áo để cho bé đi học. Thế còn buổi trưa thì con sẽ ăn cái súp, hoặc là lớn lên rồi 1 tuổi là con đã ăn được, nhai được cơm và thức ăn cắt nhỏ rồi. Thế và bữa 4 giờ thì thường là hay ăn một cái hoa quả gì đó, và ăn bữa tối cùng với gia đình, nhưng bữa tối khá sớm, tại vì các con nhà mình thường ngủ vào lúc 8 giờ. Thế là hết một ngày. Thì không biết là cái một cách ngày của mình áp dụng như thế. Một ngày chuẩn quá. Đấy thực sự là một cái lịch rất là hợp lý cho các bé. Và từ cái lịch mà chị Hà vừa nói thì có, mình nghĩ là có 3 điểm đáng chú ý mà bố mẹ có thể áp dụng được. Điểm đầu tiên ấy, là mình thấy khi mà từ thời điểm mà cố gắng bắt đầu cho con ăn dặm thì bố mẹ nào cũng sẽ cố nhồi cho đủ 3 bữa một ngày, giống như là lịch ăn của người lớn, và bố mẹ nghĩ là như vậy thì mới đủ chất cho con. Thế là sáng ngay khi mà con vừa ngủ dậy, tâm trạng vẫn đang còn hơi rối loạn một chút, vẫn đang còn lơ mơ thì đã bị nhồi một bình sữa và một bữa ăn dặm gì đó. Đấy, và cái tình trạng rất là phổ biến là các bé vừa ăn vừa khóc xong một cái thì có thể là đến giờ đi học mẫu giáo, thế là đến lớp lại sốc lại khóc tiếp. Xong sau đấy thì đến bữa trưa, thế xong sau đấy thì lại đến một bữa phụ buổi chiều. Xong sau đấy thì đến bữa tối. Và rất là phổ biến là mọi người sẽ cho con ăn thêm một bữa đêm nữa.
và mọi người nghĩ là à, cái bữa đêm đấy sẽ giúp cho con chắc dạ và ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Đồng thời là bố mẹ nào cũng có cái tâm lý là ôi đang tuổi này cho ăn được càng nhiều càng tốt. Thế là cái bữa đêm đấy sẽ là cái bữa mà bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng là sẽ giúp cho con mình có thể tăng cân này, phát triển chiều cao này, rồi rất là nhiều những cái mong muốn khác. Đấy thì một là mình nghĩ là cái việc mà cứ bắt buộc con phải ăn một ngày 3 bữa giống như là người lớn là một việc khá bất hợp lý. Bởi vì ai cũng biết là dạ dày của các em bé còn non và chưa có khả năng làm việc suốt cả ngày, suốt cả đêm giống như là người lớn. Thế thì tại sao lại bắt các bé tiếp cận với cả một chế độ ăn giống như là chế độ ăn của người lớn quá sớm? Hãy cho các con nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Buổi sáng khi mà các con mới ngủ dậy thì cái việc là cho các con ăn bữa sáng bằng sữa giống như là chị Hà vừa nói là một việc rất hợp lý. Nó nhẹ nhàng cho bụng và nó giúp cho các con bắt đầu một ngày mới cũng vui vẻ hơn. Không cần phải cảm thấy là mình quá bị ép làm một cái gì đó mà nhiều khi mình cũng không muốn và cũng không sẵn sàng. Đấy thì cái dinh dưỡng mà bố mẹ chuẩn bị thì sẽ tập trung vào cái bữa trưa và cái bữa tối cho bé. Và có thể là thêm một chút vào cái bữa phụ vào lúc 4 giờ chiều thì có thể ăn hoa quả như chị Hà vừa nói. Có thể chuẩn bị cho các bé một cốc sữa chua với hoa quả và kem tươi đánh kem giống như là mình vừa nói lúc nãy chẳng hạn. Đấy thì chỉ cần là ăn được bữa trưa và bữa tối thật là tốt cộng thêm với cả một bữa phụ đó thôi là có thể đảm bảo đến 90 thậm chí là 95% là các bé sẽ nhận được đủ cái dinh dưỡng mà các bé cần rồi. Đấy và trẻ con thì cái giấc ngủ quan trọng tương đương với cả việc ăn. Cho nên là cái việc mà luyện cho các bé là sau khi mà ăn bữa tối xong nghỉ ngơi một chút và đi ngủ sớm là một việc mà mình nghĩ là quan trọng hơn rất là nhiều và sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài hơn rất là nhiều so với việc là cứ để cho bé chơi một cách thoải mái xong rồi sau đấy thì đến 9 giờ hoặc thậm chí là 10 giờ khi mà bạn bé bắt đầu chơi mệt rồi, cái thức ăn đã tiêu hóa mất rồi thì bé kêu là bé đói thì lúc đấy mới lại dúi cho bé một bình sữa khác và mới bắt đầu cho bé đi ngủ và hôm sau lại lặp lại một cái quy trình rất là vất vả cho cơ thể của các bé như vậy. Đấy thì so với cả việc là và bố mẹ cũng sẽ mệt hơn nữa đúng không ạ? Bởi vì lúc nào cũng phải lo lắng, ôi dồi ôi, vừa mới ăn bữa sáng xong đã phải lo tiếp đến bữa trưa, ăn bữa trưa xong đã phải lo tiếp đến bữa xế, rồi bữa tối, rồi bữa đêm. Đấy và xong rồi, bởi vì con ngủ muộn mà, bố mẹ ít có thời gian cho bản thân hơn. Thì lại càng hình thành cái tâm lý là nhanh nhanh chóng chóng làm như thế nào để cho con mình ăn cho xong đi, để cho mình có thể quay lại được với cả cái cuộc sống của mình, có thể lấy được cho mình một chút xíu thời gian để cho mình có thể thở được và tiếp tục chiến đấu với nhau vào ngày hôm sau. Thì cái tâm lý là cho ăn nhiều, cho ăn dày và chiến đấu với nhau như vậy sẽ về lâu về dài hình thành một cái đối kháng rất là không cần thiết giữa các thế hệ trong gia đình, trong khi là chúng ta hoàn toàn có thể chung sống một cách hòa bình vui vẻ. Và cái việc chung sống hòa bình vui vẻ đấy thì sẽ lại còn đảm bảo cho các bé dinh dưỡng tốt hơn, hấp thu tốt hơn và phát triển tốt hơn nữa, thì tại sao chúng ta lại không làm đúng không ạ? Vâng, như chị Hạnh nói thì tôi thấy rất là đúng với gia đình tôi. Tại vì là gia đình tôi cũng có cháu hiện tại đang ở nhà. Và khi mà bố mẹ cho con đi ngủ thì lại trước giờ đấy lại cho con uống thêm một bình sữa nữa. Thì chính vì điều này khiến cho bé ngủ muộn hơn. Và hôm sau dậy lúc nào cũng uể oải, lúc nào cũng khó có thể dậy sớm để mà đi học được. Thì không biết là đấy có phải là một cái điều mà bố mẹ cần tránh cho con khi mà các con đi ngủ không ạ? Cái việc cần tránh một cách tuyệt đối hay không thì lại rất là phụ thuộc vào thể chất của từng bé và cái điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Tuy nhiên là trẻ em bao giờ cũng nên ưu tiên sinh hoạt theo đúng cái nhịp sinh học vốn có của các bé, tức là đi ngủ sớm và dậy sớm. Đấy thì với những cái trường hợp giống như là bạn vừa chia sẻ, tức là nó đã bị hình thành một cái thói quen sẵn rồi ấy, thì cái việc mà cắt đột ngột đi một bữa ăn trong ngày của bé thì lại là một việc rất là không nên làm. Mà dần dần chúng ta có thể tạo thói quen là cho bé ăn sớm lại một chút mỗi ngày để cho bé đi ngủ sớm hơn. Và mình nghĩ là nếu như bây giờ bé đang đi ngủ ở khoảng tầm 10 giờ chẳng hạn, để kéo lại cho bé đi ngủ được vào lúc 9 giờ hoặc là dần dần về lúc 8 rưỡi chẳng hạn, sẽ là một quá trình mà nó có khi phải diễn ra trong cả tháng rồi và sẽ đi kèm tương đối nhiều vật vã nếu như mà bố mẹ không có kiên nhẫn. Thế nhưng mà nếu mà có thể kiên nhẫn được qua cái quá trình đó thì về sau bố mẹ sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Thường các em bé sẽ cần ít nhất khoảng từ 10 đến 12 tiếng ngủ mỗi đêm. Cho nên là nếu như mà bé có thể đi ngủ được vào lúc 9 giờ tối chẳng hạn thì sáng hôm sau bé sẽ tự dậy
vào đâu đó khoảng từ 7 giờ đến 7 rưỡi và bố mẹ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho bé trước khi mà bé đến trường hơn. Và khi mà bé đi ngủ sớm thì buổi tối như mình vừa nói là bố mẹ cũng sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Thế và mình sẽ ưu tiên cái việc điều chỉnh giờ ngủ trước. Xong sau đó ấy, thì bởi vì khi mà bé đi ngủ sớm hơn thì cái khoảng cách giữa cái giờ đi ngủ với cả bữa ăn cuối cùng mà bé ăn cũng sẽ được kéo ngắn lại. Cho nên là mình sẽ giảm dần cái lượng sữa mà mình cho bé uống vào buổi tối trước khi đi ngủ xuống. Đến khi nào mà theo kinh nghiệm của mình thì còn khoảng độ chỉ 50ml thôi thì bố mẹ có thể cắt hẳn cái bữa tối cuối cùng đấy đi. Thì bé sẽ tự ăn nhiều hơn vào bữa sữa sáng hôm sau và bé sẽ tự ăn nhiều hơn vào cái bữa tối trước khi bé đi ngủ để đảm bảo là bản thân mình có thể có đủ năng lượng để ngủ xuyên đêm được. À, chị Hà thấy có đúng với những cái gì mà chị đang áp dụng cho các bé bây giờ không ạ? Thực ra thì có những cái kiến thức mình chưa rõ ràng được như hôm nay nghe Hạnh chia sẻ. Nhưng mà có những cái mà mình thấy rất là quan trọng, đấy là tạo cái thói quen đi ngủ cho các bé, nó cũng như là cái thói quen ăn uống trong cùng một gia đình ấy. Cái sự kiên nhẫn là phải hy sinh lúc ban đầu để tạo cái thói quen đi ngủ sớm. Bởi vì khi mà bé đi ngủ sớm thì có nghĩa là đang 7 giờ, 8 giờ là mình phải tách khỏi gia đình mà mình phải cho bé đi ngủ. Hoặc là nếu ở một cái không gian nhà mình không có điều kiện có phòng riêng hay là một cái không gian riêng biệt khép kín được vì do hoàn cảnh ấy, thì mình sẽ phải tắt tivi, mình sẽ phải giảm ánh sáng. Thì cái đấy là cái cực kỳ quan trọng, bởi vì cái sức khỏe, cái sức đề kháng nó đến không, theo như mình hiểu là không chỉ là ăn mà còn ngủ. Và một cái điều quan trọng nữa là cái lúc nãy mình nghe Hạnh nói ấy, thì mình thấy nó rất là quan trọng, đấy là sự kiên trì. Tức là ở trong cái sự nuôi dạy con của bố mẹ đấy, nhiều khi nó có một cái tôi nghe thì nó có vẻ xa lạ, vậy tại sao lại có cái tôi ở trong cái dạy con, à cho con ăn. Nhưng mà ví dụ như là mình nấu rất là nhiều công, mình trình bày một cái lọ nào là ở dưới là sữa chua này, xong đến hoa quả, xong rồi kem béo rất ngon, nhưng mà tự nhiên ngày hôm đấy con không thích màu xanh, à đang là màu đỏ, con không ngày con thích đỏ mình lại cho xanh, hoặc ngày con thích xanh mình lại cho đỏ thì con không ăn. Thì lúc đấy bắt đầu cái sự tự ái trào lên, mà mình mất bao nhiêu công mình làm như thế mà nó lại không ăn, hoặc là nó ăn xong nó lại bị chớ chẳng hạn, thì tự nhiên lúc đấy cảm thấy rất là bực tức. Thế thì cái điều quan trọng mà khi mà mình đã bực tức mình thể hiện ra ấy, thì cái đứa bé nó rất là nhạy cảm, nó sẽ cảm nhận được hết những cái đấy, và nó sẽ thậm chí nó thấy là nó có lỗi, nó sẽ biết hết. Mình đừng nghĩ là các em bé không biết, nhưng các em bé trên 1 tuổi, thậm chí dưới 1 tuổi, các em đã cảm nhận được thái độ của mẹ rồi, nhất là người mẹ. Và nếu lúc đấy mình bực tức, mình không thanh thản thì nó sẽ cảm thấy, nó sẽ bị stress bản thân nó, và lúc sau nó sẽ rất là sợ những cái moment, những cái thời điểm mà nó phải ăn như thế. Thì nhưng mình rất hiểu các bà mẹ là không thể nào mà chịu đựng được, mình đi chợ này, mình nấu này, mình xay, vì mình cũng mới có cháu nuôi, trông cháu 1 tuổi cũng vậy thôi. Mình đi ra chợ, mình mua một cái lơ xanh này, mình trộn kem béo, mình xay, rồi mình cho thịt này thịt kia. Mình rất là hâm mộ với cái món của chính mình. Mình bảo wow, mình super, mình là kiểu super woman đây. Nhưng mà mời nó không ăn. Thì lúc đấy rất là nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy là rất là bực tức. Thì cái tâm lý đấy là cái đầu tiên mình phải tự điều chỉnh bản thân mình. Bởi vì những cái đấy là những cái thử, và nếu ngày hôm nay con không ăn, có thể mình ăn hoặc mình đành phải bỏ đi chẳng hạn. Nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận điều đấy, bởi vì nuôi một đứa trẻ con là cả một quá trình, cho nó ăn cũng là cả một quá trình. Thế là ngày xưa là bọn mình, hồi mà mấy bạn bè đều có con nhỏ, lại là kể những cái câu chuyện, rồi ôi, có những ông bố bà mẹ là con chớ bao nhiêu đo đúng từng đấy, cho vào đo, cho ăn thêm, xong rồi cho vào phải ăn đúng từng đấy lại. Đại loại là rất là, tức là làm như thế nào để mình không bị đóng khung vào, và phải làm cái gì mà thực ra mình phải làm theo những cái nhịp sinh học của con, và mình tôn trọng một đứa bé, thực sự là tôn trọng như là một con người. Đừng vì các em bé chưa biết nói hoặc còn yếu ớt mà mình áp cái mong muốn của mình áp cái cá nhân của mình lên các em. Thực ra thì trong cái mà chị Hà vừa chia sẻ ấy, có một điểm rất là hay và rất là quan trọng là
về mặt nguyên tắc, chúng ta không nên cho trẻ ăn bất cứ cái gì mà bản thân mình sẽ không ăn. Mình thấy là trong quá trình nói chuyện với mọi người và tìm hiểu về cái cách mà mọi người đang cho trẻ ăn dặm, thì các mẹ và đặc biệt là các bà sẽ có thói quen nấu đồ ăn dặm cho trẻ theo một cái công thức nhất định nào đó, nghe từ một ai đó, và sẽ không nếm lại. Mọi người chỉ quan tâm là đã cho được đủ thứ vào trong đấy chưa, và xong sau đó thì là cái đồ ăn đấy đã đủ nguội để cho các bé ăn chưa. Đấy, và không nghĩ đến ngon, đúng không? Đúng rồi, hoàn toàn không nghĩ đến ngon. Nhưng mà cái ẩm thực, cái dinh dưỡng nó gắn liền với vị giác. Và để cho các bé có thể tận hưởng được bữa ăn đấy, để cho các bé có thể hấp thụ được hết dinh dưỡng ở trong cái đồ ăn đấy, thì lúc nãy mình vừa nói là bắt buộc các bé phải vui vẻ, có cái trạng thái thoải mái khi ăn, và các bé phải thấy ngon. Thành ra là mình hay là bất cứ một bố mẹ nào tuyệt đối không nên nấu cho trẻ con ăn một cái gì mà bản thân mình sẽ không ăn cả. Đấy, và cái việc mà chị Hà nói lại, lúc nãy em có nghe thấy một câu là con không ăn thì mình ăn, thực ra là một câu rất đúng. Nhưng mà không phải là ăn theo cái kiểu là con ăn thừa mứa ra, đúng rồi, xong rồi mình sẽ bảo là ôi dồi ôi phí đồ ăn quá, thôi thì mình ăn nốt cho xong. Mà bản thân đấy cũng là phải là một món ăn mà mình cảm thấy ngon và mình tận hưởng cái món ăn đấy. Thì con của mình nhiều khi là hôm đấy có thể là bé tâm trạng không tốt, không thích ăn cái món đấy, nhưng mà ngay sau đấy khi mà rời khỏi ghế và thấy là mẹ cầm cái bát đấy lên và mẹ ăn nốt một cách ngon lành ấy, thì như con gái mình chẳng hạn là nhiều khi cho vào, đúng không, mình cho ăn mấy thìa, không ăn, nhất quyết không ăn, bởi vì lúc đấy đang mải chơi hoặc là đang thích một cái gì đấy khác. Thì ngay khi mà bé từ chối là mình sẽ nhấc bé ra khỏi cái ghế ăn của bé, là coi như là kết thúc môi trường ăn và kết thúc bữa ăn. Thì mình lấy cái bát đấy và mình ăn. Thì khi mà mình chưa kịp bỏ cái thìa vào mồm ấy, thì bé đã đòi, sẽ bỏ ra rất nhanh và há miệng sẵn để sẽ ôi mẹ ơi mẹ ăn cái gì ngon thế, không sao sao không cho tôi ăn. khi mà lại đòi ăn như thế thì mình sẽ nhấc lại và lại đặt vào trong môi trường ăn và đút cho bé ăn, thì nhiều khi là lại ăn thật. Và sẽ có những lúc mà kiểu cứ mẹ một thìa, con một thìa, mẹ một thìa, con một thìa, chứ còn không bao giờ sẽ phải có những cái động thái là bế con đi rong hay là chơi ú à, hay là ôi dồi ôi sút vào một cái là cứ mỗi lần mà sút vào là được một thìa vào trong miệng, do nhiều khi nó lại còn nhè ra chẳng hạn. Đấy. Thì cái độ ngon của bữa ăn đấy tự bản thân mình phải trải nghiệm cho mình. Và khi mà mình nấu được cho bé ăn ngon và đúng, sử dụng các cái gia vị cơ bản, bởi vì rõ ràng là với trẻ em thì mình sẽ không thể nào sử dụng các gia vị công nghiệp được, thì bản thân bố mẹ cũng sẽ định hình được một cái thói quen nấu nướng mới rất là tốt cho cả gia đình và có thể duy trì được trong suốt khoảng thời gian từ lúc mà bé còn nhỏ cho đến khi mà bé lớn lên sau này nữa. Vâng, đấy là một trong những cách rất là hay, là bố mẹ khi mà nấu ăn cho con thì cũng phải thử trước, mình cảm thấy ngon thì con mới ăn mới ngon được ạ. Và ngoài ra thì bố mẹ cũng có những cái câu hỏi là nếu như những cái thức ăn bình thường, những cái hoa quả bình thường mà các con cũng kén ăn một chút đi, thì mình có thể bổ sung những cái thuốc bổ như thế nào để cho trẻ có thể tăng cường sức đề kháng một cách tối ưu ạ? Nếu mà đã nói đến thuốc thì cái lời khuyên từ phía mình là dứt khoát nên có sự tư vấn từ phía bác sĩ dinh dưỡng. Bởi vì là mỗi một đứa trẻ sẽ có một cơ thể rất là khác nhau. Nếu mà không biết là các bé đang thiếu cụ thể cái gì mà cứ bổ sung chung chung cho có, thì nhiều khi với cơ thể non nớt của trẻ nó lại trở thành lợi bất cập hại. Ví dụ như là chúng ta là người lớn thì nhiều khi là mình có thể nghĩ là khoảng thời gian này mình bận quá, mình không có thời gian để chuẩn bị cho mình những bữa ăn thật là tử tế và đủ dinh dưỡng, thôi thì mình uống một cái sản phẩm vitamin tổng hợp nào đó để mình đảm bảo được cho cơ thể của mình có đủ vitamin và khoáng chất trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cái việc mà mình uống vitamin tổng hợp thì bao giờ cũng sẽ đi kèm với việc là gan của mình và thận của mình phải làm việc nhiều hơn để hấp thụ, để chuyển hóa và để đào thải những thứ còn thừa. Ở cơ thể của các bé cũng sẽ tương tự. Thực ra mình thấy là trên thị trường có rất là nhiều các loại vitamin tổng hợp khác nhau dành cho trẻ con. Có những loại mà dạng viên hòa tan, có những loại là dạng kẹo dẻo mà các bé rất là thích. Nhưng mà cái hàm lượng ở trong những cái loại vitamin đấy có phù hợp với nhu cầu của cơ thể bé ở từng thời điểm hay không, thì cái việc mà bố mẹ đầu tư vào một gói khám dinh dưỡng định kỳ cho con ấy sẽ giúp
trả lời được cái câu hỏi đấy cho bố mẹ một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Thế còn về tăng đề kháng thì có ngoài cái vitamin C mà mình vừa trao đổi lúc nãy thì có một cái không phải là thuốc hay là thực phẩm chức năng nhưng mà bố mẹ có thể thử cho các con, đấy chính là sữa hạt. Bởi vì là ở trong sữa hạt, đặc biệt là trong sữa hạt hạnh nhân, là một loại sữa hạt rất là dễ uống và mình hầu như chưa gặp bé nào phản đối việc uống sữa hạt hạnh nhân cả, vì nó có một cái vị ngọt dịu dễ chịu và cái vị ngọt dịu đấy nó rất là giống cái vị ngọt dịu ở trong sữa mẹ. Đấy thì trong sữa hạt hạnh nhân có một cái hàm lượng kali rất là cao. Đấy, và kali cũng là một cái loại chất mà cơ thể của các em bé thường hay thiếu và rất là quan trọng với việc tối ưu hóa hệ đề kháng của các bé. Đấy thì nếu mà mỗi ngày có thể bổ sung cho các bé một cốc sữa hạt và cái công thức mà bố mẹ làm sữa hạt thì có thể thay đổi hàng ngày. Bây giờ trên thị trường có bán rất nhiều các loại máy làm sữa hạt khác nhau, rất đơn giản, giá chỉ tầm độ khoảng hơn 1 triệu thôi, và mỗi ngày thì bố mẹ chỉ cần mất khoảng 5 phút để bỏ cái hạt đấy vào trong cái máy, và sau 20 phút bé sẽ có một cái cốc sữa hạt nóng hổi mới ra lò, không chỉ là đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất mà còn các loại vi chất để tối ưu hóa hệ đề kháng nữa. Thì cái việc mà mình cho con uống sữa hạt như thế và thay đổi cái loại sữa hạt hàng ngày gần như sẽ tương đương với việc là bố mẹ mỗi ngày cho con uống một cái viên vitamin tổng hợp, và còn tốt hơn việc uống vitamin tổng hợp rất là nhiều, bởi vì toàn bộ vitamin và khoáng chất trong sữa hạt đó nó tươi mới và cơ thể của bé sẽ hấp thụ một cách dễ dàng hơn rất là nhiều so với cả các loại vitamin và khoáng chất tổng hợp đang bán ở ngoài thị trường. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều tips từ các khách mời là về việc dinh dưỡng tăng đề kháng cho trẻ thế nào cho đúng. Ngoài việc mà chúng ta cung cấp bằng thức ăn hoa quả hàng ngày ra, thì với một cách như chị có nói là mình có thể tăng cường bằng sữa hạt, sữa hạnh nhân cho bé, thì nó cũng cung cấp đủ tương đương với những vitamin khác mà chúng ta cung cấp vào cơ thể cho bé rồi. Và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai vị khách mời đã bớt chút thời gian để đến tham dự với chương trình. Và chúng tôi còn những câu chuyện rất hấp dẫn ở phía trước. Quý vị đừng bỏ lỡ vào 20:30 các ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTVK6, trên các ứng dụng OnOnMe, YouTube OnEdu và fanpage OnEdu trường học 4.0. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.